Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, vào thế kỷ 16, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng ngày nay được sử sách nước ta nhắc đến như một chốn địa linh, vì đây là nơi phát tích của vương triều Mạc, mà người đầu tiên dựng lên đế nghiệp là Mạc Đăng Dung. Đồng thời, nơi đây còn được nhắc đến với tư cách là trung tâm của Dương Kinh, kinh đô thứ hai của nhà Mạc sau kinh thành Thăng Long. Thưa quý vị và các bạn, nhân đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, có một công trình văn hóa đặc biệt đã được khởi công xây dựng và khánh thành tại Hải Phòng, đó chính là khu tưởng niệm các vị vua nhà Mạc. Đã hơn 400 năm kể từ khi nhà Mạc rút khỏi thành Thăng Long và chìm vào quên lãng bởi sự đánh giá thiếu khách quan của một số sử gia các triều đại phong kiến về sau, thì giờ đây lịch sử đã trả lại những gì là chân giá trị. Theo các cuộc hội thảo gần đây đã khẳng định thì vào thế kỷ thứ 16, vương triều Mạc đã mang lại sự đóng góp to lớn cho Đại Việt về kinh tế, văn hóa cũng như giáo dục, và điều này góp phần phát triển cho nền văn hiến Thăng Long 1.000 năm rực rỡ. Và ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng đoàn làm phim VTC HD của chúng tôi đến thăm Thái Miếu, khu tưởng niệm các vị vua nhà Mạc trên nền xưa dấu cũ là cung điện Dương Kinh để cùng ôn lại quá khứ oai hùng của một triều đại. Sau bao biến cố thăng trầm của lịch sử, năm 2004, tư đường họ Mạc ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép thành phố Hải Phòng nghiên cứu, lập quy hoạch dự án phục dựng Dương Kinh, kinh đô thứ hai của vương triều Mạc, và Ban chỉ đạo quốc gia lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội đã chọn được công trình này vào danh mục các công trình hoàn thành hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 10 tháng 10 năm 2009, trên nền móng điện tường quang thuộc kinh đô Dương Kinh cổ xưa, công trình khu tưởng niệm các vị vua nhà Mạc đã chính thức được khởi công với các hạng mục nghi môn ngoại, cầu đá, hồ, nghi môn nội, nhà văn bia, nhà giải vũ và đặc biệt là khu vực nhà chính điện. Trong đó, khu nhà chính điện bao gồm 5 pho tượng được dát vàng, ban thờ, hoành phi, các câu đối và hệ thống cột được làm bằng gỗ lim. Phần mái của nhà chính điện được đắp ngói mũi hài phục chế, ngói chiếu có hoa văn chữ thọ, các nóc bờ chảy đều, đắp lưỡng long trầu nguyệt và các con giống, hoa, lá, con kìm, con sô theo đúng chuẩn mực cổ. Ý tưởng xây dựng khu tưởng niệm vương triều Mạc được hình thành sau buổi hội thảo tổ chức tại Hải Phòng năm 1994 về nhà Mạc và dòng họ Mạc trong lịch sử. Nhưng phải đến 15 năm sau, đúng vào dịp giỗ Thái Tổ Mạc Đăng Dung, ngày 10 tháng 10 năm 2009, mới trở thành hiện thực. Công trình được nhà nước đầu tư lớn, đồng thời có sự đóng góp của con cháu dòng họ Mạc và gốc họ Mạc trong cả nước. Giai đoạn 1 đã thu hút được hơn 70 tỷ đồng đưa vào công trình. Các hiệp thợ lành nghề nhất ở từng công đoạn được tuyển lựa từ mọi miền về điểm tô cho công trình. Theo quan điểm khôi phục lại diện mạo cung điện cũ thuở Dương Kinh, nên tòa chính điện cũng như các công trình ở quần thể khu tưởng niệm sau này đều xây dựng với quy mô không quá cao lớn. Quần thể di tích khu tưởng niệm các vua nhà Mạc được xây dựng trên diện tích 10,5 ha, nhưng hiện tại mới hoàn thành giai đoạn 1 trên diện tích 2,5 ha, bao gồm các hạng mục như nghi môn ngoại, cầu đá, hồ, nghi môn nội, nhà văn bia, nhà giải vũ và đặc biệt là khu vực nhà chính điện. Ngày khởi công dự án đúng dịp kỷ niệm 468 năm ngày mất của Thái Tổ Mạc Đăng Dung, công trình nhà chính điện được khánh thành vào dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Các đơn vị thi công đã hoàn thành và bàn giao giai đoạn 1 của dự án từ tháng 9 năm 2010. Ngay sau đó, hàng loạt các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án tiếp tục được triển khai. Phấn đấu đến năm 2015, toàn bộ các hạng mục trong quần thể khu tưởng niệm được hoàn thành. Đây là một phần trong toàn thể quy mô dự án khu tưởng niệm các vua nhà Mạc rộng 10,5 ha với hơn 30 công trình, di tích lịch sử trong khu vực cố đô Dương Kinh xưa. Sau lễ khánh thành, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện các hạng mục của giai đoạn 2, huyện Kiến Thụy đã triển khai các hoạt động quản lý, xây dựng khu tưởng niệm trở thành công trình văn hóa tâm linh, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho thế hệ trẻ, là điểm nhấn văn hóa du lịch của huyện nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.
Nhà chính điện lợp mái ngói mũi hài kiểu thời Mạc và ngói chiếu hoa văn hình chữ Thọ. Bờ nóc chạy đều, đắp lưỡng long trầu nguyệt, con kìm, con sồ theo chuẩn mực cổ. Nhà kiến trúc theo kiểu chữ công được nâng đỡ bởi 100 cây cột lim. Phần phía trước gồm 7 gian, 2 trái, 4 hàng cột, diện tích trên 378 m². Hệ thống cột bao gồm 3 loại: cột cái đường kính 450 mm, cột quân đường kính 360 mm, cột hiên đường kính 300 mm. Tiền đường là nơi thờ ngai vị của những người đã tiếp nối sự nghiệp nhà Mạc sau biến cố 1592, khi nhà Mạc thất thủ ở Thăng Long. Lúc đó, con cháu và hậu duệ vẫn tiếp tục sự nghiệp và trấn thủ tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và tồn tại 85 năm. Đó là các vị Đôn Hậu Vương Mạc Kính Cung, Đường An Vương Mạc Kính Chỉ, Thuận Đức Vương Mạc Kính Vũ, Khánh Vương Mạc Kính Khoan và các vị khác. Ngoài ra, tiền đường còn có các hoành phi, câu đối, ghi lại công đức cũng như sự nghiệp của nhà Mạc. Tam Bách Niên Tiền Tiên Tổ Di Mưu Hưng Đế Nghiệp có nghĩa là 300 năm trước, tiên tổ dựng xây đế nghiệp còn truyền lại. Thiên Thu Dư Hậu Tử Tôn quyết sách định Giang Sơn có nghĩa là nghìn năm sau, con cháu quyết định sách lược bình định Giang Sơn. Kế tổ truyền thông Thiên Thu Quang Hữu Vĩnh có nghĩa là kế tục sự nghiệp của tiên tổ truyền lại, ngàn năm còn ánh sáng mãi. Niên đăng tục diệm, vạn đại ánh vô biên, có nghĩa là lửa đèn liên tục sáng, muôn thuở ánh vô biên. Phiệt duyệt gia thanh trần triều, Mạc Trạng Nguyên tri hậu, có nghĩa là công lớn, thanh danh gia tộc được là dòng dõi của Mạc Trạng Nguyên triều Trần. Nguyên lưu thế phả Đông Hải Thanh Hà quận Dĩ Lai, nghĩa là dòng dõi còn lưu lại đến từ quận Thanh Hà. Và các hoành phi, bách thế lưu phương, có nghĩa là trăm đời lưu lại hương thơm. Quốc thái dân an, nghĩa là cầu đất nước thái bình, nhân dân an lạc. Thiên hoàng phái diễn, nghĩa là trời đã phái xuống. Vinh Mạc quý sinh, nghĩa là dòng họ Mạc vinh hiển, danh giá quý báu. Tổ triệu tông bồi, nghĩa là cụ tổ khởi nền, dòng họ bồi đắp. Hai bên tả hữu tiền đường còn có các nhạc khí phục vụ cho hành lễ, đó là trống, chiêng và đại hồng trung. Trống do các nghệ nhân làng Đội Tam Hà Nam làm. Đây là một làng nghề có bề dày truyền thống trong nghề làm trống và đã làm nhiều trống phục vụ cho đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Chiêng do chi họ Mạc ở câu từ nội hợp thành Thủy Nguyên Cung Tiến. Đây là chi họ vẫn giữ nguyên được họ Mạc sau biến cố 1592, vì họ là hậu duệ của Ninh Vương Mạc Phúc Từ, con trai Ninh Vương là Mạc Đạo Trai, đem quân xuống đánh quân Trịnh ở Thanh Hóa. Thua trận,
bị Trịnh Tùng bắt được. Lúc này, Trịnh Tùng muốn dùng Mạc Đạo Trai làm một con bài chiến lược nên đã gả con gái của mình là Trịnh Thị Nhân cho ông, nhờ ông đã tuân tiết. Lúc đó, Trịnh Thị Nhân đã được cha hứa gả. Đối với phụ nữ thời xưa, trinh tiết quý hơn vàng nên đã giữ tiết, không tái giá, nên nhận người cháu ruột của Mạc Đạo Trai làm con nuôi. Sau đó, người con này đem mẹ về phụng dưỡng tại vùng Thủy Nguyên. Do đó mà chi họ Mạc này không hề bị tàn sát. Đường kính của trống và chiêng đều lấy hai số cuối của năm nhà Mạc lên ngôi, làm số đo đường kính 1m27. Đại Hồng Trung do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thương mại ICC và Công ty Cổ phần Thương mại DJ cùng gia đình bác Đặng Ngọc Chuyển cung tiến. Ban đầu, khi đúc chuồng dự tính nặng 1.500 kg, nhưng sau khi đúc xong và đưa lên kiểm định lần cuối thì cân nặng lên tới 1.527 kg, trùng khớp với năm Đức Thái Tổ lên ngôi vua, lập nên Vương Triều Mạc, năm Đinh Hợi 1527. Chuông gia thợ Nguyễn Văn Xính cùng kiếp thợ ở Huế ra đúc tại nơi đây. Chuông được đúc vào ngày 15 tháng 8 năm 2010 âm lịch. Nối tiếp giữa tiền đường và hậu cung là nơi thờ ngai vị của tiền đế. Đây chính là dấu ấn trong kiến trúc văn hóa thời Mạc. Khoảng không gian này sẽ giúp chúng ta có một khoảng lặng trong tâm hồn để hướng về chốn thâm nghiêm nơi hậu cung bên trong. Hậu cung là nơi thờ linh vị thần tượng năm vị tiên đế triều Mạc định đô ở Thăng Long trong 65 năm 1527-1592. Thái Tổ Nhân Minh Cao Hoàng Đế Mạc Đăng Dung. Thái Tông Khâm Chiết Văn Hoàng Đế Mạc Đăng Doanh. Hiến Tông Hiển Hoàng Đế Mạc Phúc Hải. Tuyên Tông Anh Nghị Hoàng Đế Mạc Phúc Nguyên. Mục Tông Hồng Minh Hoàng Đế Mạc Mậu Hợp. Tất cả các pho tượng nhà Mạc khi xưa không có một số đo hay kích cỡ cụ thể nào cho các vua. Bởi vậy, trước khi tạc tượng, họa sĩ người Hải Phòng, ông Trần Minh Tuấn tìm tòi những nét cơ bản nhất tạc trên thạch cao. Sau đó, nghệ nhân Anh Trúc ở Hiền Giang, Thường Tín, Hà Nội cùng kiếp thợ của mình tạc lại trên gỗ miết lõi và tượng được tạc trong tư thế ngồi thiết triều. Pho tượng của Đức Mạc Thái Tổ cao 1m33, các pho tượng còn lại cao 1m27. Sở dĩ, tượng Đức Mạc Thái Tổ cao hơn vì sinh thời, ông có thân hình cường tráng, cao lớn hơn người. Còn số đo của các pho tượng khác ban đầu chỉ lấy hai số cuối năm của nhà Mạc lên ngôi 1527. Nhưng theo một nghiên cứu gần đây nhất, thì những số đo của các pho tượng lại vô tình trùng khớp với số đo tượng đá cổ được tạc năm 1583, hiện còn lưu thờ ở nhà chùa Hưng Khánh, quận Hải An. Đó chính là tượng Đức Tuyên Tông Anh Nghị Hoàng Đế Mạc Phúc Nguyên, vị vua thứ 4 của nhà Mạc. Mỗi pho tượng đều được dát hai cây vàng ta. Trong hậu cung còn đặt bức ảnh chụp hồn an vị tượng 12 tháng 8 năm 2010 âm lịch. Theo như thông lệ, tất cả các ngày đại lễ ở đây hầu như gặp mưa và chiều ngày hôm đó trời rất sầm sì, những áng mây đen phủ kín bầu trời. Mọi người tưởng như sẽ có một cơn mưa rất to, nhưng khoảng 4 đến 5 giờ chiều trời không mưa mà xuất hiện trên bầu trời những áng mây sáng kết tụ thành hình năm ông rồng trầu về chính điện, nơi an nghỉ của các ngài và con cháu dòng tộc. Hậu duệ đời thứ 17 đã nhìn thấy khoảnh khắc này và chụp lại, đặt tên cho hiện tượng linh ứng thiên vân, cảnh hoàng hôn, nhân ngày an vị thần tượng năm vị tiên đế này là Ngũ Long Hồ Triều. Thưa quý vị và các bạn, đây chính là thanh đại long đao của Thái Tổ Mạc Đăng Dung đang được lưu trữ tại Thái Miếu. Và thanh đại long đao này đã có lịch sử tồn tại là gần 500 năm rồi. Và theo như các nhà nghiên cứu thì chỉ có hai binh khí được lưu thờ như là vật thái bảo. Đó chính là thanh long đao của Tống Thái Tổ thuộc nhà Bắc Tống và thanh còn lại chính là thanh đại long đao của Mạc Thái Tổ đang được lưu trữ tại đây. Đây là thanh bảo đao của Thái Tổ Mạc Đăng Dung, nguyên bản nặng 32 cân, dài 2m55.
lưỡi đao và cán đao đều được làm bằng sắt rỗng. Duy có con cá chốt được làm bằng đồng thau, trên có in hình đầu rồng. Sau khi Thái Tổ qua đời, thanh bảo đao được lưu thờ ở Thái Miếu Thăng Long, sau đưa về Sơn Lăng cổ trai. Đến năm 1592, khi nhà Trịnh với danh nghĩa phủ Lê diệt Mạc, thanh bảo đao được thân vương Mạc Đăng Thận cùng hơn 400 quân lính lên thuyền lánh nạn, dạt vào cửa biển Nam Định sinh sống. Trước khi vào Nam Định, mọi người thay tên đổi họ từ họ Mạc sang họ Phạm và sinh sống ở Nam Định, bắt đầu có sự phân chi. Chi thứ hai lưu thờ thanh bảo đao. Năm 1728, Lê Dụ Tông có hai người con trai trước khi đi thi, xin vua cha thắp nén hương ở tư đường họ Phạm, gốc Mạc, để xin linh khí đi thi. Sau đó, hai người con đều đỗ đạt. Năm 1821, dưới triều vua Minh Mạng, Phan Bá Vành khởi binh chống lại triều đình, muốn mượn thanh bảo đao của Đức Mạc Thái Tổ làm linh khí trên chiến địa. Được tin, con cháu họ Phạm gốc Mạc đã kịp thời chôn giấu thanh bảo đao, không để kỳ vật của tiên đế rơi vào tay người khác. Sau thời gian mưa gió bào mòn, mất dấu vết nơi chôn thanh bảo đao. Thanh đao bị mất dấu vết từ thời kỳ đó ở Gò Con Hỏa. Đến năm 1938, khi con cháu có điều kiện tu sửa tư đường, đào hồ bán nguyệt đã tìm lại thanh bảo đao. Và từ khi tìm thấy thanh bảo đao thì hiện tượng ở Gò Con Hỏa không còn nữa. Do thời gian quá dài trong lòng đất nên thanh bảo đao đã ít nhiều bị han rỉ. Cho đến nay, thanh bảo đao còn nặng 25,6 cân. Vì đây là binh khí liền thân của Thái Tổ, từ ngày ngài còn làm đô lực sĩ của nhà Lê, nên thanh bảo đao đã được chi họ Phạm gốc Mạc ở Nam Định cùng hội đồng gia tộc họ Mạc cùng rước về lưu thờ bên cạnh người từ 15 tháng 8 năm 2010 âm lịch. Chúng ta thấy rằng cái thanh năng đao rất nặng, nếu bây giờ gõ ghét đi giờ vẫn còn đấy một cái trọng lượng đến 23 cân. Người ta trước người ta nói là Mạc Trung Dung có sức võ hơn người thì có lẽ đây nó chắc là một sự thật, chứ cầm nổi một cái thanh long đao này thì cũng là phải người võ lại cao cường. Tôi đã so sánh cân của cái thanh long yển nguyệt đao của quan võ mà, nói chung là thời Tào Quốc ấy, thì cái thanh long yển nguyệt đao của quan võ không nặng bằng cái thanh long nào. Thế nhưng truyền ngôn thì xưa nay vẫn nói là Mạc Đăng Dung là một võ tướng rất giỏi, sức khỏe hơn người. Mà thậm chí người ta không biết thực hư như thế nào, nhưng người ta nói là sư sườn của ngài liền thành một khối, sức nó có thể cử lên đỉnh ấy. Thế cho nên con đây là một điều hoàn toàn ta tin được. Vì cái dòng họ này là cái dòng họ nổi tiếng ở Nam được nhà văn Nhượng Tống chính là cái người dòng họ này đấy. Họ đã ghi lại và họ thất người họ cất giấu, cho nên không có cái gì mà gia phả người ta còn giữ được, tài liệu người ta còn giữ được, không có cứ gì mà mình ta nghi ngờ ấy. Cái họ là họ Phạm, tức họ trưởng ngành trưởng theo nguyên tắc và đặt tên và cái họ của họ Mạc ấy, thì đây đúng là như thế. Và rất nhiều tài liệu và chứng cứ khoa học cũng như là gia phả cái nào thì chúng ta đấy, cái thanh long đao của Mạc Đăng Dung trạng nguyên võ đời Lý. Sự xuất hiện của vương triều Mạc trên chính trường Đại Việt vào thời Trung Đại, như nhiều nhà nghiên cứu đã nhận định, đầy mâu thuẫn nhưng có những thành tựu to lớn về văn hóa xã hội. Về nội bộ trong nước, đó là cuộc nội chiến Lê Mạc. Về hệ tư tưởng, Nho giáo đã lạc hậu nhưng vẫn được vương triều coi trọng như giường cột. Đạo Phật đã không còn là quốc giáo, cũng không phát triển mạnh lên mà chỉ trở lại như một cứu cánh thuần túy về tinh thần. Về kinh tế thì lúc này đó chính là sự tan vỡ của Điền Trang Thái Ấp, là sự sụp đổ của chính sách quân điền dẫn đến mâu thuẫn mới giữa nông dân và địa chủ. Và đây cũng chính là thời kỳ mở mang bờ cõi, phát triển của thương nghiệp, thủ công nghiệp và phường hội. Và sự lỏng lẻo của phương quyền lạ thay lại chính là mảnh đất thích hợp, màu mỡ cho sự phát triển của nền văn hóa rực rỡ, kéo dài suốt 300 năm, dọc suốt thế kỷ 16, 17, 18, mà cho đến nay dấu ấn của những thành tựu đó vẫn còn vang vọng. Cách đây hơn 400 năm, tại làng Cổ Trai, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương, Mạc Đăng Dung sinh ra trong một gia đình làm nghề đánh cá. Thời cha trẻ đã có sức khỏe hơn người. Vào thời vua Lê Y Mục, Mạc Đăng Dung đã dự thi môn đô vật và trúng danh hiệu đô lực sĩ xuất thân, được sung vào đội túc vệ. Sau 17 năm, từ một lính túc vệ, ông trở thành người chỉ huy toàn quân, nắm giữ toàn bộ quân đội nhà Lê thời Chiêu Tông. Xã hội Việt Nam từ lúc thịnh trị thời Lê, thế kỷ 14-15, đã bước sang sự suy tàn ở thế kỷ 16. Sử sách ghi lại hình ảnh của những ông vua Lê Tương Dực, Lê Huy Mục,
ăn chơi sa đọa, bất lực trước cảnh đất nước rối ren loạn lạc. Lúc này, Mạc Đăng Dung nổi lên như một nhà chính trị, quân sự có tài, từng dẹp yên sự loạn lạc bên ngoài và các phe phái trong hoàng cung nên được nhiều người ủng hộ. Trước đòi hỏi của lịch sử lúc ấy, Mạc Đăng Dung đã từng bước gạt bỏ Vương Triều Lê khỏi vũ đài chính trị, lập nên triều đại mới, Vương Triều Mạc. Sử thần Lê Quy Đôn trong sách Đại Việt Thông Sử đã chép về sự kiện này như sau. Tháng này, tức tháng 6 năm 1527, Đăng Dung vào kinh thành, ngự nơi chính điện, tế trời ở đàn Nam Giao, dựng tôn miếu, lấy Hải Dương làm Dương Kinh. Từ đó, Mạc Đăng Dung bước lên ngôi báu trị vì đất nước với tư cách là ông vua khai sáng của Vương Triều Mạc, đóng đô ở Thăng Long, đặt ấp Thang Mộc ở Dương Kinh, dựng đền miếu, lập cung điện ở quê hương Cổ Trài. Tuy thời gian làm vua chỉ trên 2 năm, nhưng ông đã để lại nhiều dấu ấn cho triều đại, như cho đúc đồng tiền thông bảo, bản sắc chỉ quy định việc mở khoa thi tuyển chọn hiền tài. Vậy nên, trong 65 năm định đô tại kinh thành Thăng Long, nhà Mạc chú trọng đến thi cử, đã tổ chức được 21 kỳ thi, đều đặn 3 năm một lần, lấy đỗ được 460 tiến sĩ, có 10 trong số 46 vị trạng nguyên. Trong tổng số 800 năm thi cử phong kiến Việt Nam, mà tiêu biểu chính là trạng trình Nguyễn Bình Khiêm. Đây cũng là thời kỳ của nữ tiến sĩ đầu tiên đỗ đạt, do bà cải trang thành nam đi thi, đó chính là bà Trần Thị Duệ, người Hải Dương. Đến năm 1530, Mạc Đăng Dung chuyển ngôi lại cho con trai trưởng là Mạc Đăng Doanh, lên làm Thái Thượng Hoàng. Sau khi đã ở ngôi được 3 năm, thời kỳ Mạc Thái Tông trị vì đất nước là thời kỳ đỉnh cao của nhà Mạc. Cảnh thịnh trị lúc bấy giờ được các sử gia của nhà Lê mà chúng ta biết rằng lúc đó nhà Lê là triều đại đối nghịch với nhà Mạc, nhưng đã phải ghi nhận trong cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, đó là họ Mạc ra lệnh cấm người cấp dưới trong ngoài không được cầm giáo mác và dao nhọn can qua, cùng những binh khí khác hoành hành trên đường. Ai vi phạm thì cho pháp thì bắt giữ. Từ đấy, người buôn bán và kẻ đi đường đều đi tay không. Ban đêm không còn trộm cướp, trâu bò thả không phải mang về. Chỉ cần mỗi tháng xem lại một lần, có khi sinh đẻ cũng không biết được là gia súc của nhà mình. Trong khoảng vài năm, người đi đường không nhặt của rơi, cổng ngoài đêm không phải đóng, được mùa liên tiếp, trồng cõi tạm yên. Chỉ mường tượng về một xã hội như vậy, đủ thấy thuở ấy thịnh trị đến mức nào. Chuyển đến vua thứ 5 là Mạc Mậu Hợp, thì nhà Mạc có thời gian trị vì đất nước 65 năm. Năm 1592, Bình An Vương Trịnh Tùng đánh bại nhà Mạc ở Thăng Long, giành lại ngôi báu cho nhà Lê. Nếu tính cả thời gian cát cứ ở Cao Bằng thì vương triều này tồn tại khoảng 150 năm trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Tất cả các bộ chính sử nước ta, kể cả những cái bộ sử của triều Lê Trịnh rồi đến bộ chính sử triều Nguyễn đều đánh giá công lao với cái thịnh trị của triều Mạc. Đặc biệt là cái hiện tượng mà nhà không phải đóng cửa, ra đường không người nhặt của rơi, trâu bò thả rông ngoài đường. Chúng ta thường thường chỉ đánh giá cái thế giới thời ông Mạc Đăng Dung và ông vua Giấy là ông Mạc Đăng Doanh nữa thôi. Nhưng thực ra thì ngay từ khi mà ông Mạc Đăng Dung là phụ chính đại thần dưới triều Lê Chiêu Tông và Lê Quốc Hoàng thì phải cộng cả cái thời gian đó, ông làm tất cả chính sách, chính lệnh là ông đã chỉ đạo. Thế cho nên nó có được một cái kết quả chúng ta nói. Nhưng mà vì có những cái bộ sử nước ta do đứng trên quan điểm phong kiến người ta lên án, nó quá ngặt nghèo, chứ đến ngày nay thì người ta đã đều khẳng định giới chính trị. Mà người đầu tiên chúng ta phải kể đến Vân Hạc, Lê Văn Hòe, năm 1952 trong bộ Quốc học thư xã, ông đánh giá rất cao vai trò của Mạc Đăng Dung. Và nếu có thể nói thêm là khi mà nhà Mạc đã thất thế ở Cổ Trai, trở lên trên Cao Bằng, ông mang cả một cái triều đại có nền văn trị võ công rực rỡ như vậy về trên biên giới Cao Bằng, thì người ta ổn định được biên giới, mở mang biên giới, phát triển văn học nghệ thuật như thế nào. Và đến bây giờ có những thế lực bành trướng tranh chấp với chúng ta thì chúng ta mới thấy được cái công lao của Vương Triều Mạc để giữ ổn định biên giới và tổ quốc chúng ta. Để ghi nhớ công lao của nhà Mạc thì nhà nước quyết định là đầu tư xây dựng một cái khu tưởng niệm tại là thôn Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng để ghi nhận một cái vương triều đã có công lớn đóng góp cho lịch sử của nước nhà và khẳng định việc vương triều nhà Mạc là một sự tất yếu của lịch sử. Và tôi thay mặt cho Hội đồng Mạc Tộc Việt Nam xin được cảm ơn các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cảm ơn các cơ quan bộ, ngành, trung ương và thành phố Hải Phòng đã hết sức là tạo điều kiện
cho khu tưởng niệm Vương Triều Mạc được bề thế tráng lệ nguy nga như hiện nay. Từ khi khánh thành và đi vào hoạt động đến nay, khu tưởng niệm các vua nhà Mạc đã đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước cùng các đoàn du khách đến tham quan, chiêm bái. Theo thống kê, 6 tháng năm 2012 đã có trên 400 đoàn với 17.000 lượt khách tham quan chiêm bái. Bên cạnh đó, ban quản lý đã tiến hành nhiều hoạt động như tổ chức nghiên cứu, hội thảo làm rõ hơn công lao đóng góp của Vương Triều Mạc, tiến hành các hoạt động thu hút du khách, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tổ chức lễ hội ngày giỗ của Đức Mạc Thái Tổ, lễ hội khai bút đầu xuân nhằm nhắc nhở, giáo dục thế hệ trẻ về học vấn. Ban quản lý đã tổ chức các hoạt động nghiên cứu hội thảo, sưu tầm các tư liệu của nhà Mạc, biên soạn và chuẩn bị xuất bản cuốn sách các di tích nhà Mạc trên đất Kiến Thụy, cùng với đó là các cái hoạt động để cho cái tuyên truyền cho cái kỷ niệm 471 năm ngày giỗ của Thái Tổ Nhân Minh Cao Hoàng Đế Mạc Đăng Dung. Và đặc biệt là đầu năm, ban quản lý đã tổ chức thành công cái lễ hội khai bút đầu xuân nhằm giáo dục nhắc nhở các thế hệ trẻ về cái việc học vấn. Đón chào năm du lịch 2013 được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, thì ban quản lý di tích khu tưởng niệm các vua nhà Mạc đã đăng ký với Ủy ban nhân dân thành phố hai chương trình, đó là lễ hội khai bút xuân Quý Tỵ năm 2013 và lễ hội kỷ niệm 472 năm ngày mất của Thái Tổ Nhân Minh Cao Hoàng Đế Mạc Đăng Dung. Thực hiện cái chỉ đạo của thành phố và chuẩn bị cho cái năm du lịch 2013, thì song song với cái việc Kiến Thụy triển khai các cái kế hoạch, trong đó là có cái việc thứ nhất là tôn tạo các cái di tích lịch sử, trong đó có cái di tích của Vương Triều nhà Mạc. Vấn đề thứ hai là kêu gọi đầu tư để xây dựng các cái khu vui chơi giải trí, và từng bước thì hình thành cái tour du lịch du khảo đồng quê, mà cái điểm đến của nó là có thể nói là trung tâm thị trấn Núi Đối. Thế và theo cái đường của sông Đa Độ đến khu bến đò cổ, là cái bến đò trước đây là Mạc Đăng Dung đã từng làm nghề đánh lưới ở đây. Sau đó thì khách du lịch sẽ đến thăm Vương Triều nhà Mạc, thăm đền Mõ, thăm chùa Trà Phương, thế và thăm chùa Núi Đối. Thì đây là một cái tour du khảo đồng quê mà đã được thành phố đồng ý là đưa vào cái tour du lịch phía đông của thành phố Hải Phòng. Có thể nói, dựng Thái Miếu, khu tưởng niệm các vua nhà Mạc trên nền xưa dấu cũ của cung điện Dương Kinh, dường như quá khứ oai hùng của một triều đại đã nằm dưới lòng đất hơn 400 năm kể từ khi bị chúa Trịnh Tùng tàn phá, giờ đã được tái hiện phần nào. Với 65 năm tồn tại của mình, vương triều này đã để lại một kho tàng nghệ thuật độc đáo với nhiều loại hình phong phú, cung cấp những thông tin về một nền văn hóa có nhiều nét riêng nhưng đã được kế thừa và phát triển ở những thời kỳ lịch sử tiếp theo. Nghiên cứu những di vật ở đây, có thể thấy nhà Mạc trong thời Thịnh Trị đã có những quan tâm xây dựng quê hương thành chỗ dựa nhằm góp phần củng cố và giữ vững gai vàng của mình. Tuy nhiên, về quy mô và hình thức đã có những thay đổi so với các triều đại trước, mà ngôi chùa luôn đóng vai trò là trung tâm sinh hoạt văn hóa của làng xã. Tất cả những dấu ấn của văn hóa nghệ thuật thời Mạc ra đời 65 năm trị vì của các vua Mạc. Nhiều nhà nghiên cứu đã nói rằng, tuy ngắn ngủi nhưng cũng vẻ vang bậc nhất ở Việt Nam.